Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo luật sư Diệp Đăng Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, khi người vi phạm bỏ phương tiện bị tạm giữ lại thì việc xử phạt vẫn có hiệu lực và cá nhân tổ chức vi phạm vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo báo Giao thông, điều này trả lời cho quan điểm cho rằng mức phạt quá cao nên một số người vi phạm nồng độ cồn từ bỏ nhận lại xe. Đây là suy nghĩ sai lầm vì người vi phạm vẫn phải thực hiện quyết định xử phạt, nếu không làm sẽ bị cưỡng chế. Theo luật sư Bình, tại khoản 15 điều 3 thông tư 24 của Bộ Công an, người vi phạm giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa được giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm mới được đăng ký xe theo quy định. Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có quy định chưa giải quyết đăng ký xe với các trường hợp chủ xe vi phạm giao thông mà không nộp phạt. Để được đăng ký xe theo quy định, chủ xe buộc phải nộp phạt vi phạm giao thông trước. Ông Bình cho biết, theo ông Bình, với quy định này và hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe xử lý vi phạm giao thông đã liên thông sẽ hạn chế được việc người vi phạm giao thông bỏ lại phương tiện hoặc bỏ lại giấy phép lái xe để hy vọng không phải nộp phạt. Ngoài ra, khi đã hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt hành chính mà người có hành vi vi phạm vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp, theo Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Điều 86 luật này. Cụ thể, người vi phạm sẽ bị khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập khấu trừ tiền từ tài khoản. Người vi phạm có thể còn bị kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá. Cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị thu tiền, tài sản khác do cá nhân tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cố tình tẩu tán tài sản, luật sư Bình nói. Hầu hết không ai ngờ vi phạm nồng độ cồn nên bỏ xe lại vẫn bị xử lý. Còn theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, mức phạt vi phạm nồng độ cồn tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe. Vì thế, không ít người vi phạm nồng độ cồn đã bỏ luôn phương tiện khi cảnh sát giao thông tạm giữ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp bỏ luôn phương tiện vi phạm là những người điều khiển xe máy cà tàng, xe ba gác và vi phạm nồng độ cồn. Thời gian qua, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm soát, xử lý người uống rượu bia rồi lái xe tham gia giao thông. Chính vì vậy, tỷ lệ người vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện xử phạt tăng lên. Đa phần những người vi phạm nồng độ cồn chấp hành nghiêm khi bị kiểm tra, nhưng vẫn có một số trường hợp tìm mọi lý do để không hợp tác. Các trường hợp này đa phần là người lao động phổ thông, họ đi xe máy cũ, khi bị kiểm tra thì không chịu thổi vào máy đo, không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe. Có trường hợp khi bị dừng xe kiểm tra thì tuyên bố bỏ xe, tặng xe cho cảnh sát giao thông rồi bỏ đi. Một cán bộ cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm việc đa dạng hóa hình thức xử phạt như trừ điểm bằng lái, phạt lũy tiến, buộc học và thi lại bằng lái xe, lao động công ích, buộc lắp thiết bị kiểm soát nồng độ cồn trên xe. Còn đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, từ năm 2022 đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã đồng loạt thực hiện quyết liệt việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc xử lý đó trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ. Cục Cảnh sát Giao thông nhận thấy bước đầu đã hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Kết quả trong năm 2023, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 770.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Như vậy, trung bình mỗi ngày xử lý khoảng 2.100 trường hợp. Ngoài ra, theo thống kê điều tra xã hội học với 45.661 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của Bộ Công an, có 23.438 phạm nhân trước khi phạm tội có sử dụng rượu bia. Về việc xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu tại hội thảo tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ, do Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức ngày 29 tháng 1 năm 2023 là nếu tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, vượt qua mức 3 hoàn toàn có thể tách ra để xử lý hành chính hoặc hình sự, kể cả chưa gây hậu quả. Theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, những quy định xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn ở nước ta tương đối đầy đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phân tích và thấy rằng quy định này vẫn có thể sửa đổi, bổ sung để làm tốt hơn. Ông Minh nhìn nhận mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn đang ở mức tương đối cao, tạo được sức răn đe tốt.
Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định những người có nồng độ cồn ở trên mức 0,4 mg trên 1 lít khí thở, dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt. Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh, như vậy, người uống 5 cốc bia hay 30 cốc bia đều có thể bị xử phạt hành chính như nhau. Tiến sĩ Trần Hữu Minh đánh giá quy định này chưa phù hợp và chưa tương xứng với mức độ vi phạm. Theo chúng tôi, nếu vượt qua mức 3, hoàn toàn có thể tách ra để xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự, kể cả chưa gây hậu quả. Báo Vietnamnet đưa tin, ngay từ những ngày đầu năm 2024, tổ công tác đặc biệt gồm Phòng Cảnh sát Giao thông, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động phối hợp cùng Công an các quận huyện của thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Khác với các tổ công tác trước đây, lần này lực lượng tham gia đông và phối hợp nhiều ngành. Cụ thể, tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lực lượng công an quận phối hợp cùng tổ công tác đặc biệt công an thành phố đã triển khai từ 30 đến 50 cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Vào tối ngày 29 tháng 12, ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, 20 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị tổ công tác phát hiện xử lý tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Đáng nói, tổ công tác phát hiện tài xế TTV tên viết tắt sinh năm 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,910mg trên lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 2,3 lần, mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Thượng tá Đinh Trung Dũng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Xuân cho biết, với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng của công an quận đã thực hiện tuần tra kiểm soát ngay trong những ngày nghỉ lễ Tết. Cũng với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xử lý xuyên đêm ngày 1 tháng 1. Tổ công tác gồm 40 cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Nam Từ Liêm và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã phát hiện 31 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 10 ô tô, 21 xe máy tại đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, lần đầu tiên lực lượng liên quân phối hợp kiểm tra với quy mô lớn và cùng đồng loạt kiểm soát tại hai chiều đường. Qua đó phát hiện những trường hợp vi phạm ở mức rất cao, cao gấp nhiều lần mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100. Thời gian tới, đặc biệt là dịp cận Tết Nguyên đán, chúng tôi tiếp tục triển khai các buổi phối hợp kiểm tra để xử lý nghiêm các tài xế say xỉn, vẫn điều khiển phương tiện, góp phần kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết. Qua thực tiễn có thể thấy, việc thi hành quy định cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là phù hợp. Báo Dân Trí đăng bài của một bạn đọc. Việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách rõ rệt, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của người dân. Từ đó dần hình thành ý thức không uống rượu bia khi tham gia giao thông của đại bộ phận người dân. Hiện nay, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, vì cho rằng quy định này quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam. Từ đó đề xuất cần quy định rõ nồng độ cồn là bao nhiêu mới xử phạt, sẽ gây ra xáo trộn và thiếu tính khả thi như người dân khó xác định được mình uống rượu, bia bao nhiêu là vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tùy vào tửu lượng của từng người mà nồng độ cồn trong máu cũng khác nhau. Nhiều người khi đã nhậu thì khó có thể tự khắc chế bản thân. Bên cạnh đó, khi lái xe bị xử phạt nồng độ cồn sẽ xảy ra cãi vã, chống đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Thời gian qua, đa số người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và nhiều người đã không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đồng thời, nhiều người cũng đã có thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, taxi, Grab, xe ôm để đi tiệc tùng. Do đó, cần thiết phải giữ nguyên hành vi bị nghiêm cấm là điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn để tránh thay đổi thói quen không uống rượu bia khi tham gia giao thông của người dân. Và công sức của lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xử lý các vi phạm nồng độ cồn để giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức của người dân. Vấn đề đặt ra theo tôi là hiện nay, việc đo nồng độ cồn phải được triển khai một cách hiệu quả, công khai, minh bạch, công bằng và phải khách quan. Đồng thời cần phải có cơ chế khắc phục tình trạng máy đo nồng độ cồn không đảm bảo kỹ thuật, thiếu chính xác, ống thổi nồng độ cồn không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là cơ chế giải quyết khiếu nại kết quả đo nồng độ cồn một cách hiệu quả. Ví dụ, người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia nhưng khi kiểm tra thì có nồng độ cồn do máy đo không chính xác.
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng các loại trái cây lên men như chuối, sầu riêng, nho, táo, dứa hay những thức uống nước ép trái cây lên men, các loại siro cảm cúm, cơm nếp có thể để lại nồng độ cồn trong cơ thể. Người điều khiển phương tiện giao thông có dùng rượu bia và có nồng độ cồn trong cơ thể nhưng lại chống đối, không thừa nhận. Do đó, cảnh sát giao thông khi tiến hành đo nồng độ cồn phải dự liệu các tình huống xảy ra để xử lý, giải quyết khiếu nại về hành vi nồng độ cồn như cơ chế kiểm tra lại nồng độ cồn thông qua bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân hoặc tiến hành xét nghiệm máu để đảm bảo tính khách quan, chính xác, hạn chế xảy ra sai sót trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.